Vâng, xin chào tất cả các bạn, chào mừng quay trở lại với kênh của tôi. Hôm nay ta sẽ quay trở lại với cái con game mà tên là với cái tựa game mà tên là Đảo Quốc Kinh Zombie 2 nha. Đó. Thì hiện tại bây giờ là tôi đang chơi game điện thoại đây. Đó. Thì hiện tại bây giờ tôi đang kết nối với cái máy tính của tôi. Thì nói chung là tôi đã thử tìm cách để mà sao ta? Nói chung là quay á, tôi kiểu như là làm thế nào để mà kiểu như là cho cái âm thanh của cái tự điện thoại á, mà nó chuyển qua cái máy tính luôn nhưng mà vẫn không được mọi người đó, vẫn không có tài nào cách đó trơn á, cho nên là tôi đành phải thu trực tiếp. Có nghĩa là cái điện thoại tôi mở hết lo luôn đó. Cái điện thoại tôi mở maximum đó, rồi cái đó là tôi cho nó thu trong trong cái từ từ cái màn hình máy tính cho nó thu vào đó. Rồi thì game thì đợt trước thì nói chung là chơi giả lập phải không, chơi giả lập thì nó làm nhiệm vụ thì tới đó đây là nhiệm vụ ấy phải không? Thì hôm nay tôi sẽ làm cái nhiệm vụ phụ nhằm mục đích là kiếm tiền thôi đó. Bây giờ đơn giản ở trên điện thoại là tôi mới tải lại, ở trên điện thoại là tôi mới tải lại cái con game này, cho nên là hình như là nói chung là tôi mới chơi lại thôi đó, cho nên là bây giờ ha, tiền bạc cái nó được cũng thiếu đây đó. Như bạn thấy nè, cái súng này hình như tôi nhớ là video trước là tôi đã bán rồi nhưng mà bây giờ vẫn chưa bán đó, thì chứng tỏ rằng điều hay là đây như bạn thấy nè, đây đó, đây chứng tỏ rằng một điều là tôi đã kiểu như là cái con game này gần như là kiểu như là nó đã quay trở lại gần như quay trở lại như ban đầu đó. Đó, đây tôi nhớ level của nhân vật của tôi là nó cấp 8 rồi đây, nhưng mà giờ nó vẫn còn nó mới có cấp 5 mà. À, đây nè, nhớ là nhân vật của tôi nó mới lên cấp 8 rồi nhưng mà bây giờ nó mới có cấp 5 mà. Đó. Rồi bây giờ hôm nay là tôi sẽ rồi cho nên là hôm nay tôi sẽ người ta đi làm nhiệm vụ phụ mà, đó, làm nhiệm vụ phụ để mà cài cho nhân vật của tôi nó lên lên cấp á. Đó. Ở trên điện thoại dễ rồi, ở trên điện thoại thì nó rất là dễ chơi nha. Đó. Mà đầu tiên tôi phải chỉnh ánh sáng của điện thoại tôi lên cái này. Đó. Rồi bây giờ để xem coi là mình sẽ bây giờ tôi sẽ bỏ cái này ở nhà đi, đồ đạc nè, rồi mấy cái đó không cần đâu. Đó. Rồi bắt đầu nha, nói chung là bữa nay là sẽ làm cho đến khi nào mà hết xăng luôn thôi nha. Hiện tại giờ là có 39 xăng đó, 39 xăng và thêm 50 xăng ở trong cái chỗ này nữa. Tôi sẽ làm chừng nào khi làm tới khi nào hết luôn thì thôi nha. Ồ, có cái nhiệm vụ gì của thằng Phan nè, cái bà đi, bữa nay nói chung là làm nhiệm vụ phụ là chính nha đó. Còn nếu như mà cái nhiệm vụ chính của cái thằng hồi nãy thì có thể là tôi sẽ làm luôn. Gì đi, chẳng là cài cho nó lên, cài cho lên lên cấp thôi mà có gì đâu. Rồi thì đã xong một cái nhiệm vụ phụ ha, bây giờ thì sẽ qua cái nhiệm vụ này đó, sẵn tiện thì sẽ làm thêm cái nhiệm vụ chính luôn đó, có cái nhiệm vụ chính kế bên tôi sẽ làm luôn đó. Thì tạm thời tôi sẽ ẩn cam đi nha đó, thì cái đầu video tôi bật cam cho mọi người coi, tôi cho bật cam cho mấy ông coi thật sự á, bật cam cho mấy ông coi là để giải thích cho mấy ông nghe là hiện tại bây giờ tôi đang chơi game ở trên máy tính hay là ở trên điện thoại thôi chứ không có gì hết trơn á. Tôi chỉ thông báo cho ông nghe thôi. Hiện tại bây giờ nhà nó hơi khuya, nó cũng hơi mở 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 lo lắng, nó cũng hơi ồn mọi người ha, cho nên lúc nãy ha là tôi có giảm bớt lo xíu
cho nên là mong mọi người thông cảm em. Ồ cho. Xin nhiều con chứ trời. Rồi thì đã xong rồi ha, giờ quay qua làm nhiệm vụ chính luôn nè. Đó đi, sau khi làm xong cái nhiệm vụ chính này thì chúng ta sẽ bắt tay vào làm nhiệm vụ phụ cho đến khi nào mà xăng nó không còn một gì, cho đến khi nào, nói chung là cho đến khi nào chúng ta không còn khả năng làm nữa thì thôi. Đó, zombie tấn công 5 con, 5 con vô đây, bùm, hai con rồi đó, hai con lên đường à. Mày rồi, ủa sao thấy cái nhiệm vụ này quen quen ta, hình như làm rồi phải không, tôi nhớ như vậy á, hay gì á, hay sao ấy, ok lỡ rồi làm luôn đi. Mà cho dù bây giờ ha, mà kể đi, bây giờ không biết có làm hay chưa. Nói chung tôi cũng không có nhớ rõ đâu mọi người, tôi cũng có mở lại video của tôi xem rồi, tôi nhớ hình như nhiệm vụ này, thấy nhiệm vụ này nhìn thấy nó quen quen làm sao, hình như làm rồi phải không? Ồ làm rồi mà, ở đây nè. Ồ cái nhiệm vụ này làm rồi, trời ơi, mà tôi tưởng đâu là, tưởng nó chưa làm, tôi tưởng nó chưa làm, ai ngờ tôi tưởng nó là chưa có làm, ai ngờ đó là làm rồi nè. Cái nhiệm vụ châm bình xăng vô trong đây nè đó, rồi nhiệm vụ này làm rồi, ai ai cũng biết hết trơn này rồi, vậy thôi tôi sẽ tua đến cái, tôi sẽ bỏ qua khúc này luôn rồi, kết quả này nó rồi đã hoàn thành. Tôi tưởng đâu hay là tôi đã gì ta làm hết rồi, có nghĩa là ban đầu tôi chơi trên cái máy tính là giả lập đúng không, nhưng mà tôi cảm thấy cái gì, tôi cảm thấy chơi trên máy tính nó cảm thấy, tôi cảm thấy
chơi trên máy tính tôi cảm thấy nó khó khăn quá. Bởi vì đơn giản là cái phần mềm giả lập á, cái phần mềm giả lập điện thoại của tôi hiện tại tôi đang xài nó tên là BlueStacks. Tôi cảm thấy cái phần mềm nó khá là cùi. Nó sao ta? Chơi game nó được linh hoạt mà. Chơi mà nó cứ kiểu như là nó bị đơ, nó bị đơ đơ làm sao á, như là nó chơi nó một lên nó chơi nó không được linh hoạt bạn, nó cứ bị đơ đơ làm sao á. Vậy thì bây giờ tôi sẽ tạm thời tôi tắt wifi nha, bây giờ đơn giản là từ nãy giờ quảng cáo nhiều quá. Chơi mà nó cứ kiểu như nó bị đơ đơ mọi người, nó không được linh hoạt thì như bạn đã thấy hai video trước rồi đó. Nó thì chứ là cảm giác chơi game thôi mà gì ta, cái con chuột trái nha. Sao thế này à mọi người ơi, thật ra tắt wifi cũng được, bởi vì cái phần mềm mà tôi kết nối cái màn hình nó có nghĩa là cái màn hình hiện tại giờ tôi đang chơi trên điện thoại được chưa, nhưng mà cái màn điện thoại tôi thì cái dung lượng nó không có còn được mạnh nữa, cái dung lượng điện thoại tôi là tầm 25 GB lận, nhưng mà có điều là cái điện thoại tôi bây giờ kiểu như là đồ dạng như là cái đời cũ rồi bạn đó, nó không có thể nào mà chịu nổi cái sức nặng của nó không có chịu nổi cái sức nặng của mấy cái video hiện giờ được đó. Thì video của tôi nó hiện tại bây giờ là cái những cái màn hình mà bạn đang thấy đó là tôi đang chơi trên máy tính đó, cái phần mềm mà tôi dùng để mà chiếu lên trên cái máy tính tôi là cái phần mềm này nè đó, mà cái phần mềm này nó cần phải có wifi, cần phải có wifi nó mới chiếu lên được đó. Mà tôi thì tôi tính là tôi tắt wifi đi, bây giờ đơn giản là cái game này quảng cáo nhiều quá, mà tôi tắt wifi đi thì cái phần mềm này nó lại không kết nối được đó, cho nên thành ra là tôi bắt buộc phải để wifi và chắc chắn quảng cáo nó sẽ rất là nhiều đó. Mệt mỏi chưa, rồi bây giờ là vô liền nha đó. Bắt đầu từ bây giờ là nhiệm vụ phụ nè đó. Rồi giờ nhiệm vụ nè, lên nhạc đây, lên nhạc cho nó, lên nhạc chỗ che xíu cho nó lên tinh thần này. Hey, that's pretty good. Chào cậu. Round two. Round three. Yeah, boy. Thì mình đâu quay trở lại ha ba, thì có thể là mình sẽ kết thúc video tại đây thôi bạn ơi, mặc dù là xăng mình vẫn còn nha đó, đó nó phục hồi lại nơi cả đó, xăng mình nó đã được phục hồi lại nó về, chứng tỏ rằng là mình vừa hoàn thành xong nhiệm vụ đó. Ôi, mình vừa được thăng cấp chứ lộn ha, mình vừa được thăng cấp cho nên hình như là mình vừa được thăng cấp cho nên là nó sẽ tặng cho mình 15 lít xăng đó, và thế là xăng của mình lại đầy tiếp đó, xăng của mình lại đầy tiếp.
Thì bây giờ mình sẽ gì ta nâng cấp vô cái phần trao đổi hàng hóa này đi, cho nó lên 30 đi. Rồi còn cái máu này thì mình sẽ tăng lên tầm 24 đó. Thì mình sẽ kết thúc video tại đây ha, bởi vì đơn giản bây giờ là cũng khuya rồi. Các bạn coi đồng hồ kế bên chỗ góc bên dưới, góc ở dưới bên phải, góc bên phải ở phía dưới màn hình đó, 11 giờ 17 phút rồi đó. Mà hiện tại giờ là nhà mình ta ngủ hết trơn các bạn đó. Cái điện thoại của mình đó thì cái lo nó cũng lớn lắm chứ phải là nó nhỏ đâu đó. Giờ cho nên là có thể là mình sẽ kết thúc video tại đây thôi đó. Mà khổ một cái là nhà bên bạn nó ồn ào rất là nhiều thiệt. Cái lúc mà mình không có hứng mình quay video á thì cái nhà nó im re luôn, cái nhà nó rất là yên tĩnh. Mà cái lúc mà mình nổi hứng là mình làm video á, cái nhà là cực kỳ ồn ào luôn rồi. Cái nhà lúc nào cũng ồn ào hết đó, lần nào cũng như vậy chăng. Cái lúc mà mình hay kiểu như rất là rảnh rỗi, mình kiểu như là không có hứng làm video đó, mình không có hứng làm video gì cả đó, thì cái nhà nó yên tĩnh một cách lạ lùng. Còn cái lúc mà mình nổi hứng là mình làm video, trời ơi cái nhà nó ồn ào nó không thể nào chịu nổi. Lúc đó là mình nói thật mà như là đi edit muốn khùng luôn, thiệt luôn, edit muốn khùng luôn. Như là đoạn nào có tiếng ồn là mình phải cắt cái đoạn ra, cắt cái đoạn nó ra, sau đó là mình phải giảm cái nhà mình tắt tiếng cái đoạn đó luôn. Rồi sau đó mình phải coi thử là cái đoạn nào có tiếng ồn nữa, sau đó mình cắt nó ra, mình tắt xuống, cắt ra, tắt xuống. Nó rất là phiền luôn bạn, bởi vì đơn giản là những cái kiểu như mình cảm thấy là những cái đoạn nó không đáng để có luôn, những cái thứ nó không đáng để có. Bởi vì sao? Bây giờ đơn giản là cái gì nó đơn giản như thế này đây hả, đó là ví dụ đúng không, cái đoạn đó ha là bình thường thôi, không có gì hết, không đáng để bị dính tiếng ồn, nhưng mà cuối cùng vẫn phải bị dính tiếng ồn. Bởi vì sao? Bây giờ là nhà mình nó quá ồn, nó đơn giản thôi. Rồi cái thằng mình kết thúc video tại đây nha, bye bye. Cảm ơn bạn đã xem video này và chúc bạn một buổi tốt lành. Rồi thực sự là mình vẫn muốn quay tiếp mà, nhưng mà hiện tại điện thoại mình còn có 16% mà đó, cho nên là mình phải ngừng từ đây thôi hả. Như là đạn của mình này không biết sao tự nhiên cái mình chơi ngu mình đi bỏ đạn ngược vô trong cái gì ta, cái gương đó. Mình sẽ tạm gọi cái này là cái gương nha. Không biết sao mình chơi ngu mình lấy đạn mình bỏ ngược vô cái gương, hài thiệt. Rồi rồi, cảm ơn bạn đã xem nha, bye bye.